Xin kính chào quý vị và các bạn. Buổi chiều muộn ngày mùng 8 tháng 4 năm 2024. Mặt trời xuống đến lưng núi rồi. Người anh em ở bên đơn vị vận chuyển đỗ đây chắc là giao cho mình cái gì đây. Quay lại để mọi người cùng xem. Đây là quang cảnh bản của mình đây. Đấy. Đấy. Ở đấy vẫn nhìn thấy mặt trời à. Đấy. Mặt trời xuống lên chân núi rồi. Đây rồi. Đây. Không đồng rồi em. Anh cảm ơn nhá. Đây. Đấy. Đây. Đây. Bên đơn vị vận chuyển người ta vừa giao cho mình cái thùng này đây. Vừa xốp vừa bìa cắt tông. Dù gì cũng trước tiên là trân trọng cảm ơn các thượng đế. Cái thứ hai là trân trọng cảm ơn bên đơn vị vận chuyển đã giao cái thùng này đến bản của mình còn nguyên hình nguyên vẹn. Đây. Ở Đức Thượng người gửi này. Đức Thượng Hoài Đức Hà Nội nhá. Em bây giờ mình bóc nó ra để xem ở bên trong nó là cái gì. Bóc ra luôn. Trong cái thời gian mà nhờ sự hỗ trợ của hai chi dưới để bóc cái thùng này ra thì mời quý vị và các bạn ngắm quang cảnh bản của mình. Nhưng mà cũng hơi gì đấy, đáng lẽ ra là phải đóng vào thùng xốp. Nó không có việc cắt tông. Đã dặn rồi đấy. Nhưng mà không hiểu làm sao mà ngài lại vừa xốp vừa cắt tông. Đây. Ôi giàng ơi. Thuốc lào. Ngài lấy thuốc lào để chèn vào được. Chèn vào hàng. Nhưng mà chắc là cái này ngài gửi cho mình hút. Không phải là cái này để chèn hàng đâu. Con chả biết đâu được. Ngay phải tối phải hỏi lại. Nhỡ mà ngài để chèn hàng thì mình lại bóc ra hút thì không được. Thuốc lào như kiểu thuốc lào Thanh Hóa sợi đen này. Thôi nhưng mà biết ở đây để chèn ở chỗ này nhá. Để tối cứ phải hỏi chứ. Biết tại vì cái này chèn vào đây là hợp lý này. Đấy, khi cái này nó êm. Khi là để chèn đồ mà mình lấy mình hút thì không được. Ngài đóng thật sự là chưa được cẩn thận. Rất may là bên đơn vị vận chuyển người ta cẩn thận. Chứ còn đóng như thế này là chưa được cẩn thận. Xốp thì mỏng lắm. Đây, bây giờ lại mời mọi người chiêm ngưỡng bản mình để mình nhờ vào sự hỗ trợ của hai chi dưới mới lôi được nó lên. Ui giời, không được, phải phá cái thùng xốp này ra. Phá cái thùng xốp này ra thì mới lấy được. Chắc chắn là đến lượt mình gửi lại thì không bao giờ mình dùng cái thùng này. Không bao giờ dùng cái thùng này cái gì cả. Ồ, còn ốp thêm hai cái hồi gỗ. Ủa cái này nặng lắm. Này không biết là cái gì. Đầu đếch âm ly nặng lắm. Đầu đếch âm ly nặng lắm. Đầu đếch. Đầu đếch Sony 3 số 2 EASG. Đếch Sony. Đây.
gì nó dính ở đây mà. Ốc hai cái hồi gỗ nhìn như âm ly sân xui 607X với lại 607X được cát. X được cát thì có hồi gỗ chỉ vàng, cái này hồi gỗ nhưng mà chưa thiếu chỉ vàng. Thôi thế vẫn còn nguyên hình nguyên vẹn, không vỡ nứt gì cả, may quá. Một lần nữa trân trọng cảm ơn bên đơn vị vận chuyển. Thôi mình dừng video ở đây, để bê cái này vào bên trong, lát nữa sẽ cắm điện test ngay vào luôn xem nó thế nào. Thân ái chào tạm biệt. Merci beaucoup. À, đi làm về hả em? À.